Vườn Lan Chanh 8 xin gửi tới quý khách hàng lời chào thân thương nhất. Cảm ơn quý khách hàng thời gian qua đã luôn tin tưởng, lựa chọn sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Từ lâu, hoa lan luôn được xem là dòng hoa quyền quý, thanh tao, thể hiện một vẻ đẹp vô cùng khác biệt. Đây cũng là dòng hoa lan cực kỳ khó chăm sóc, đòi hỏi cao về kỹ thuật cũng như tâm huyết của người chơi. Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, với mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp giống hoa lan và các dịch vụ đi kèm uy tín, chất lượng, Vườn Lan Chanh 8 đã nhanh chóng ra đời để phục vụ nhu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi giải quyết tối đa mọi thắc mắc đang được khách hàng quan tâm, chuyên cung cấp và kinh doanh hoa lan giống, lan rừng đủ loại, từ các dòng phổ thông đến các dòng cao cấp, quý hiếm, với nhiều mức giá thành khác nhau tùy theo nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tận tâm tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan, giúp khách hàng sở hữu vườn lan đẹp mắt và chất lượng nhất. Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nỗ lực phát triển không gian vườn ươm rộng lớn, cùng sự tâm huyết trong kinh doanh, cho đến nay, các sản phẩm và dịch vụ do Vườn Lan Chanh 8 cung cấp vô cùng tự hào, nhận được sự quan tâm cũng như ủng hộ từ đông đảo khách hàng tại địa phương cho đến toàn quốc. Nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng bởi chất lượng tốt, chủng loại đa dạng, khả năng sinh trưởng tốt, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình cũng như mức giá thành hợp lý, tô điểm cho không gian của khách hàng thêm phần sắc màu và đẹp mắt. Nếu quý khách hàng có bất kỳ nhu cầu hay thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ do Vườn Lan Chanh 8 cung cấp, vui lòng liên hệ hotline 0916 669 446, địa chỉ số 127 Vĩnh Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trân trọng cảm ơn quý khách.